ốc sên làm giàu. Đây à, ông chủ nuôi ốc sên đâu. Ê, ê ông chủ nuôi ốc sên nhìn mặt lên coi nè. Ê ông chủ nuôi ốc sên nè, bà chủ nuôi ốc sên nè, nhìn mặt coi. Ông chủ nuôi ốc sên nhìn mặt nè, nuôi cho lớn nha, không muốn làm trang trại nha. Đây nuôi được thì muốn đẻ ra là đi xuống dưới ruộng làm trang trại lớn lên nuôi nha. Đậy lại rồi khoét cái lỗ đi, lấy dao dây cán vàng á nè. Để vậy được rồi nè. Điên nó bò, mày không có mày.